Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần VB và cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay như mỗi ngày thì Quỳnh lại mời mọi người tiếp tục đi ra vườn cùng Quỳnh để mà thu hoạch một số loại rau củ quả xung quanh vườn của Quỳnh ngày hôm nay nha. Ở hôm nay thì bắt đầu bước vào mùa thu thì thời tiết bắt đầu nó lạnh nữa đó mọi người. Và một số loại rau củ quả thì Quỳnh sẽ tiếp tục mình thu hoạch cho nó đến hết luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua phía bên đây trước nha. Và đây, đầu tiên thì mình sẽ hái là trái dưa leo ở đây trước nha. Đó. Ở đây thì Quỳnh trồng hai cây dưa leo cuối mùa để mà có dưa leo ăn rải rác đó mọi người. Mọi người thấy trái dưa leo ngon vậy không? Ngồi ngay chỗ khúc này thì nó thơm cái mùi của cái cây đu đủ. Mà hôm bữa Quỳnh nói với mọi người là nó không có trái á. Hôm nay để Quỳnh qua Quỳnh quay cho mọi người xem nha. Nó cũng có trái và ra bông rất là thơm luôn mọi người. Để mình sẽ đi qua đây mình ngồi coi nha. Phía trước cửa nhà Quỳnh thì có hai cái bụi, đây là hai bụi hoa thọ đó mọi người. Hoa thọ hai mầm màu vàng với lại màu cam rất là thơm. Ở phía bên đây thì Quỳnh có gieo là một ít hạt củ cải xanh ha. Và củ cải tím. Bên đây thì Quỳnh có trồng là một ít xà lách nè. Đây là cây ổi nha Quỳnh. Và ngày hôm bữa sau khi mà Quỳnh ra Quỳnh tâm sự với cái đu đủ nha Quỳnh thì em đã ra được ở đây là một trái. Và bên này một trái nữa nha mọi người. Và ở đây thì là một trái nữa. Wow, hoa đu đủ thì nó rất là thơm luôn nha mọi người ơi. Quỳnh không biết mọi người như thế nào chứ thường thường mà cây mà Quỳnh mà không ra trái hay là nó ra trái rụng trái thì Quỳnh hay ra Quỳnh tâm sự với nó lắm. Quỳnh những người mà yêu thương cây cỏ như Quỳnh không biết mọi người như thế nào nhưng mà Quỳnh thì hơi khác một chút ha. Và phía bên đây nè mọi người, Quỳnh sẽ cho mọi người xem. Ở đây là cái tổ chim. Cái tổ chim mà đã được lấy ra nha, là bởi vì hôm bữa cái chú mà chú vô chú kiểm tra cái ổ điện á, cái chú kiểm tra là giống như một năm là người ta sẽ kiểm tra ổ điện một lần và người ta sẽ kiểm tra, người ta vệ sinh á và người ta moi ra mọi người ơi. Đây mình sẽ đi xuống dưới đây. Ở đây thì được gọi là cái bụi cây gừng ở Nhật và hôm nay thì Quỳnh thấy nó có là những cái mầm gừng nha mọi người. Quỳnh không biết ở bên Việt Nam mình thì có ăn cái này hay không, mình sẽ để cho mọi người xem. Cái mầm gừng nhà Quỳnh thì nó không có đỏ như ở trong siêu thị nha. Nó đường vậy nè mọi người. Này. Đó. Nó tên là Myoga ha. Ở đây nè mọi người. Mình xé cái nặng cho mình thấy không? Đây 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 đây. Nó nằm dưới đất á, thì nó mới màu đỏ. Nó lún lên trên thì nó là màu đen nha nó. Ây da. Ây da. Đó. Nó là mầm gừng Myoga ha. Mình sẽ kiếm thử coi nó còn ở trong không. Để quay cho mọi người xem. Ở đây thì có một cái mầm nhỏ nhỏ nè mọi người. Cái mầm nhỏ nhỏ này thì Quỳnh sẽ để cho nó lên cây cho con luôn nha. Hôm nay thì mình cũng mới trồng cái cây này lần đầu tiên luôn mọi người. Mình thấy có mầm mà ra mình hái mình ăn. Anh xã Quỳnh nói là nếu như mà mình không hái á, nó sẽ lên cây mọi người. Phía bên đây coi. Thì nó không có mọi người, nó được có hai mầm thôi. Dưa leo, mầm gừng. Có là cà chua mini. Thì cà chua này Quỳnh mua để về mà mình ăn thôi. Ăn rải rác mọi người. Trời ơi, trái này nó bị con gì ăn mất tiêu mọi người ơi. Bỏ này cũng làm phân luôn đi. Ở đây thì mình được là cái cà chua mini. Hôm nay mình sẵn mình hái dưa leo, mình hái luôn cà chua nha. Đó. Cà chua mini mình đựng trái. Ở đây thì có con chùm nè mọi người. Con chùm. Ở trên có con chùm ha. Dưới đây thì là, trời ơi, bà xã để đồ chơi nè mọi người coi nè. Chỗ rau rác mình trồng mà để đồ chơi vậy đó mọi người. Ở dưới đây thì có là củ cải mình gieo á. Củ cải ruột đỏ nha mọi người. Củ cải ruột đỏ. Quay sơ một vòng cho mọi người xem. Rau hôm nay Quỳnh gieo thì nó cũng lên rất rất là nhiều rồi. Đã ghê chưa mọi người? Đã ghê chưa? Nguyên cái dàn mướp nhà Quỳnh nó bò lên trên tới trên lầu luôn mọi người. Và hôm nay thì mình cũng sẽ hái được vài trái mướp ha. Là đây. Đây là một trái mướp đã đến lúc cắt rồi đó mọi người. Mình sẽ cắt trái này luôn nha. Wow. Đấy. Rất là thơm mọi người. Ở trong chỗ cái tay Quỳnh chỉ nó có một cái trái nó nằm cái lá nó che rồi. Quỳnh phải đi vào trong mình mới hái được nha. Mình đi vào trong rồi đây. Cái trái hồi nãy mà Quỳnh quay phía ngoài cho mọi người xem là trái này nha. Trái này nó bị cong cong khúc này mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ là hái được rồi. Đây. Người thấy không ta? Đây 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 đây. Cắt nha.
lại. Đây đó. Và đây. Đây rồi. Và đây thì là mình được một trái nữa nha. Và sau khi mình hái xong mướp thì mình sẽ đi ra đây mình hái tiếp là một ít ớt nha mọi người. Ớt hôm nay nó chín lắc nhắc hết trơn rồi nè. Mọi người thấy bên trong không? Thời tiết nó mát mát như kiểu này mình thích lắm mọi người. Sáng ngủ dậy cái mình kiếm gì nóng nóng mình ăn. Chạy ra vườn hái trái ớt bỏ vô trong tô mì. Sống cuộc sống như thế này là Quỳnh rất là thích luôn. Quỳnh cũng hay mơ ước là mình ráng cố gắng mình làm rồi sau này cái mình về Việt Nam mình kiếm một cái miếng đất nhỏ nhỏ ngoài rìa thành phố mọi người, rồi mình trồng rau trồng hoa, vẫn quay video vẫn chia sẻ với mọi người, quay những cái này đời thường nè để cho mọi người coi. Nhiều lúc nó giải trí lắm nha mọi người. Làm việc cực nhọc thì mình coi những cái này thì nó rất là giải trí luôn. Phía này thì là đậu rồng nhà Quỳnh nè, mà nó còn nhỏ chưa hái được mọi người. Bên này cũng có một số trái còn nhỏ nè. Mình đi vòng vào phía bên trong nha. Này, vòng vào phía bên trong. Wow. Ở đây thì là có mấy cái đậu rồng mọi người. Hôm nay mình phải hái chứ không hái nó già nha. Hôm nay hai được hai trái này được rồi mọi người. Đây 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 đây. Hai trái đậu rồng là được rồi đó. Đúng lứa luôn. Rồi hái trúng cái lá rồi mọi người. Đó, hai trái đậu rồng là được à. Ây da. Khúc dưới này thì được dăm ba trái nhưng mà nó còn nhỏ nha. Bên đây. Ây da. À, ở bên này thì được là hai trái nha mọi người. U, hai trái này bự ạ. Vừa đúng lứa luôn. Đây là coi như mình hái được là bốn trái đậu rồng vừa lứa nha. Cái ớt hồi nãy mình là mới hái phía ngoài nè mọi người. Phía trong này nó nằm trong đây nó thiếu nắng á, cho nên là cái trái nó cũng không có chín đều nha mọi người. Tại vì ở trên chỗ này á là Quỳnh cho nó bò lên cái vàng đúng không? Vàng này thì Quỳnh thả nào là su su, nào là rồi dưa kiwano, rồi đậu này nó kia đó mọi người. Cho nên nó cũng bị thiếu nắng à. Ớt á hả, mình hái bữa mà hái nhiều đó là Quỳnh cho vào bên trong ngăn đá Quỳnh bảo quản, chứ mà những lần Quỳnh thấy ít ít vậy cái Quỳnh để ngăn mát Quỳnh ăn đó mọi người. Chứ mình chỏ vô ngăn đá thì phải rã đông ra thì nó cũng hơi cực, mà bỏ vô ngăn mát cái này mình để được khoảng một tuần. Tại vì bây giờ đang vô rồng mùa thu á cho nên nó chín đắt nhất là mình ăn kiểu này là vừa nha. Cây ớt này thì cuối mùa thì Quỳnh sẽ rinh nó vào bên trong nhà cũng như những năm trước thôi. Tại năm nay mà rinh nó vào coi như là nó được 3 năm tuổi hay 4 năm tuổi nha mọi người. Và sau lưng đây thì cũng có thêm cây nè mọi người. Và cây bên đây thì trái nó cũng lưa thưa. Có nhiều mình hái nhiều nha. Mọi người thấy mấy quả nhà Quỳnh nó kêu thấy gớm không? Nó kêu thấy ghê mọi người. Quả ở Nhật nó không có sợ người đó. Mọi người thấy kêu không? Mình đeo cái mít vậy là nó sát cái cổ mình luôn đó nha. Rớt. Vậy mà nó kêu rất là lớn nha. Không biết ớt của mình nó bị con gì nó ăn mọi người. Đó. Rồi nó rớt mà mình hái không kịp cái bắt đầu nó tự động nó khô trên cây, nó rụng xuống ngay sau nó lên tiếp mọi người. Bó tài. Đó. Mình hái được thêm ở đây là một nắm nữa nè mọi người. Rớt nữa. Nha. Mình vòng vô bên đây là cây ớt cay nhất thế giới. Mà mấy bên này không có nắng nữa mọi người. Cho nên cái trái nó lên cũng không có được đỏ nè. Được bao nhiêu trái mình hái bấy nhiêu nha. Cái trái này nó ra giống như cái ớt hoa hồng, nhưng mà nó là ớt cay nhất thế giới nha. Có một loại ớt mà nó ra là giống ớt hoa hồng, nhưng mà nó là ớt chuông nha mọi người. Nó khác nha. Đây một trái. Đây nó nè. Đây. Ây da. Rớt rồi mọi người. Chút đã lụm nha. Đó. Trời ơi, nó xúc luôn cái cùi rồi mọi người ơi. Đây. Là cái loại này nha mọi người. Là cái loại bên đây. Rồi cái loại bên đây mà nó chín một trái nè. Không biết loại này cay mọi người. Mà cái màu của nó rất là bầm nha. Đây. Mình hái được ở đây là coi như là bốn trái ha. Qua tới bên đây mình tiếp tục hái luôn cái trái ớt chuông nha mọi người. Ớt chuông tím nè. Ở đây được một trái ớt chuông tím. Ở đây mình hái được là thêm một trái nè. Một trái.
Wow, đợt này thì hôm nay bên đây thì nó không có bực bựng, nhưng mà nó nhỏ nhỏ vậy thôi mà nó đỏ hết rồi. Nó đỏ hết thì mình trộn cái loại này, nó cay, mọi người hôm bữa mình ăn thử trời, nó cay giả màng mọi người ơi. Nó dướng cái lá khô gì đáng biết nữa. Sẽ hái luôn cái loại bên đây nha. Loại này là ớt Mỹ nè. Trời ơi, nó ra bớt. Trời ơi, nó rất bà Quỳnh bà hái ra rau mà một tay là coi như cây nào cái nó te tua hết nha mọi người. Giờ không ai cầm máy giùm mình cũng khổ. Hai cha con đi đi mua đồ rồi mọi người, cho nên một mình Quỳnh tự xử thôi. Với lại thông thường mà Quỳnh làm video á hả, là cũng chỉ có mình Quỳnh làm là tự sửa, tự quay rồi tự edit đó mọi người. Nói chung là một mình là chính, cho nên có hai cha con cũng không có phụ được bao nhiêu hết mọi người. Và thằng Sa nó ồn cũng vậy, bởi vậy thôi mình làm mình cho nó nhanh mọi người. Đây. Ê dạ. Hôm qua Quỳnh không quay video, thật sự hôm qua đáng lẽ mình ra mình hái rau đó mọi người, mà mình chích thuốc về mỗi thứ hai, trời nó hành Quỳnh quá mọi người ơi. Đây nè, hái được thêm ít nha mọi người. Chích vaccine á, ở Nhật người ta nói là vaccine muốn chích ấy, thì nghe nó thông báo đâu chích thêm mũi thứ ba hay sao mà vẫn biết có chích mũi thứ ba hay không mọi người. Chích mũi hai mũi mình quẹo tới quẹo lui rồi đó, mình hái được nhiêu đây nè. Bụi hoa hồng trước cửa nhà Quỳnh nè mọi người, nó nở tí thương ghê không, trời ơi nó đẹp. Ở đây thì có một chùm 4-5 màu, quá dễ, quá dễ thương. Rồi mình dầm vô đây nha. Wow, cải ngọt xanh tươi cho mọi người, trời nó lớn nhanh lắm mọi người ơi. Phía bên đây luôn cải cúc nha, cải cúc hay Việt Nam mình gọi là tận ô đó, cũng lớn nhanh quá trời. Bên đây thì là su hào, mình trồng quý một dãy luôn, mọi người thấy lên tốt ghê gớm. À, thôi bây giờ mình sẽ đi vào đây để mà mình hái tiếp tục, đó là dưa kiwano. Hôm nay thì cũng có một số trái nó chín vàng đó mọi người, mình sẽ hái nha. Mình sẽ hái ở đây, trái này nó vàng rồi mọi người đó. Mình sẽ hái trái này nha. Ây da, cũng vàng ha, cho vào cái rổ đây. Ở đây nữa nè, đã chưa mọi người. Ây da, chỗ nó dài lắm mọi người. Ây da, đó. Trời ơi, nhỉnh này không vàng chứ khúc này nó vàng hết rồi đó. Hơi hơi mềm mềm nha mọi người. Đây 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 đây, quay một vòng mà thấy cái trái này nó hơi vàng vàng, hái luôn mọi người. Đây, nó vàng rồi nè. Đó, đây, nó vàng khè luôn rồi. Bên này cũng được rồi nè mọi người, trái nó vàng hết trơn nè. Oh, hái luôn, đó. Nó vàng là mình hái mọi người. Còn những trái nào mà nó trái này thì nó hơi hơi hường hường ha. Mọi người biết sao, nó đang mùa thu vậy nào, mình muốn hái thì mình dọn cái vườn luôn cho nó sạch đó mọi người. Với lại nó để cho nắng nó vô á, nó chiếu những cái loại rau khác, nó tốt những loại rau khác của Quỳnh, chứ những cái loại rau này bây giờ nó không có ra bông và nó cũng không có ra trái, cho nên nó lạ hả. Quỳnh muốn dọn cái vườn sớm là vậy á đó. Hái được mớ mọi người, nhìn vậy chứ ở dưới nó vàng hết trơn rồi mọi người. Ngày hôm nay ta hái hết luôn ta, bữa giờ đợi bữa giờ rồi đấy nè, vàng hết trơn rồi mọi người. Ây da, trời ơi nó rớt vô cái chân mọi người ơi, nó rớt vô cái chân đau bà cố luôn. Ở đây thì có mấy trái nó không có vàng mà nó vàng cái đích thôi. Ôi hái luôn cho rồi đi mọi người, hái dẹp bà cái chỗ này cho rồi đó, rứt trên ra luôn rồi nè, ra luôn, hái luôn hết nha, hái luôn hết đi để mà không mọi người. Để mất công mất khỏi quay tới quay luôn. Năm sau coi có loại gì lạ lạ mua về trồng lại cho mọi người xem cho biết nha. Hay dạ, hái luôn. Trời hôm nay chắc có rổ nhiều quá nha mọi người. Còn không, hái này mình phải đeo bao tay nha mọi người, nó ứa nha. Ở đây nó có cái gai. Trời ơi cái trái này mọi người. Nó giống như bị bệnh gì vậy. Ở đây nè. Trời ơi cái trái này nó mập, mập đều luôn á, mọc đều luôn nè, nhiều ta, đã chưa, quá đã luôn. Đây luôn, hái luôn, cái bên này
Ây da, đau quá. Này này này, cái rổ muốn hết chứa được rồi đó mọi người. Trời, mình tính ra cái dưa này cũng nhiều ta. Mới trồng lần đầu tiên có hai cây mà nó ra trái thì mê luôn mọi người. Quỳnh cũng không nghĩ là Quỳnh trồng cái dưa này lên vậy luôn á. Quỳnh trồng dưa leo nó cũng lên tốt nha. Nói chung dưa này nó cũng dễ trồng, nó không có sâu mà, nó không có sâu. Với là mọi người biết tại sao nó không có sâu không? Nó gai quá mà, con nào mà dám lên ăn từ thân lá trái đồ, gai quá gai. Trời, bức nó là mọi người bức nó cũng ra. Trời, trái này nó vàng ghê mọi người, nó vàng mà lên màu vàng cam luôn á. Đã ha, đây lên màu vàng cam luôn nè, mỏ mập ha. Đây 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 đây. Ây, trời ơi, trái này cũng vàng hết, rất là vàng luôn rồi nè. Để mình thử vô đây coi, coi còn không. Phía ngoài thì hết rồi đó, phía trong đây, phía trong đây đó là ở đây. Ô, phía trong đây thì còn có 2-3 trái, nó nằm phía ngoài kia mà. Trái nó rụng dưới đây nè, trái thì nằm trên đó mọi người. Đây đây. Đó. Đây. Đó. Một cái này nó rụng nè. Rụng. Phía trong này mình tưởng không có nhưng mà nó có nha mọi người đó. Này. Ây da. Ây da. Đây. Đây nó nè. Ây da. Mọi người lại trái này nè. Hái luôn nha. Đây. Đấy, đó. Rút xuống luôn nha. Đây. Nó còn dướng nè, đó. Ở đây được thêm một trái nè. Ở đây thì được là hai trái nè. Bứt luôn dọn vườn nha. Bứt luôn dọn vườn. Đây. Còn được một trái nè, đó. Đây. Hồng này thì được là một trái ở đây. Một trái ở đây. Ây da 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 da. Và đây là dưa gai Kiwano Quỳnh mới vừa hái được nha mọi người. Quỳnh hái được ở đây là một mâm. Và bên đây là thêm một rổ nữa nha. Thì mình để đây, bây giờ mình sẽ qua mình hái sung tiếp nha. Đây. Cái vườn trong này hôm nay Quỳnh chưa làm gì hết. Bên đây có cải rổ nè mọi người. Trời ơi, cải rổ ngon ghê mọi người. Đây, bữa nữa mình hái nha. Hôm nay nhiều quá rồi. Ây da. Đây đây. Ở đây có thêm vài chiếc ớt sừng nó đỏ nè, mình hái luôn đi. Cái để nó rụng rồi, nó chín mà mình không hái nó rụng. Đâu đây, đây có mấy trái này nó chín nè, mình hái nó rụng hết. Phí lắm. Trời ơi, bóc bóc nó rớt xuống đất rồi, chút mình lụm nha. Đây, đó, được mấy trái. Đây, đây à, rồi, bỏ qua đây. Sung nha mọi người. Trời ơi, cái trái sung của Quỳnh nè mọi người. Trời ơi, có một trái sung nó rớt xuống đất rồi mọi người ơi. Nó chín quá rồi, mấy bữa nay chín quá mọi người. Nè, hôm nay thì mình được một trái. Trái này mềm ủng luôn rồi mọi người. Mềm ủng luôn rồi nè. Hái được trái này nè. Ây da, trái này mềm ủng luôn rồi mọi người. Để lâu quá rồi. Ở đây nè. Tôi kiếm chỗ để nhưng mà hôm mình hái luôn đi. Ây da. Trời ơi, nó xúc rồi mà nó mềm mà mai. Trời ơi, trái này á, nó chín mà nó tươm mật luôn phải không? Thấy cái trái chín tươm mật này nha. Trời ơi, nó chín tươm mật luôn mà, tươm mật dưới luôn nè. Trái này. Trái này thì chưa nè, trái này được rồi nè. Không này nó chín từ từ hết trơn. Đó. Trái mà Quỳnh mới vừa hái xong. Cái trái rụng dưới đây, trời ơi, kiến nó lên nó ăn mà nó ngọt á mọi người, kiến nó lên nó ăn luôn nè. Những trái nào mà kiến nó ăn là thường thường nè, rất là ngon nha. Đi vô rừng mình thấy kiến nó ăn là coi như trái đó mình ăn được đó mọi người. Và hôm nay tổng thu hoạch của mình là được nhiêu đây nhé mọi người. Thì là được một rổ dưa sừng gai Kiwano và một mâm siêu to khổng lồ. Bên đây thì là Quỳnh được là hai tím bướp nè, đậu rồng, ớt cay, ớt xiêm, đủ thứ ớt luôn. Và bên đây là trái dưa leo, sung. Trái sung nó chín mà nó nứt rồi hết, chút mình ăn nha. Ở đây ớt chuông, bên đây cà chua và bên đây là hai cái mầm gừng ha. Rồi bây giờ mình sẽ xử tới dưa Kiwano nha mọi người. Mình sẽ lựa mấy trái vàng vàng, mình lắc thử muối ớt mình ăn nha. Trời trời nó chạy mọi người. Đây, trái này là coi như vàng nè. Mình sẽ lắc vài trái mình ăn thử coi nó như thế nào ha. Wow. Rồi,
mình sẽ bắt đầu lựa ra nha. Rồi trái này cũng được nè mấy người. Ok, trái này được nè. Ha. Đây là rổ dưa sừng gai mà Quỳnh mới vừa lựa ra được là những cái trái mà nó vàng đó mọi người. Quỳnh quay ở ngoài trời, hôm nay trời không có nắng á, cho nên là nhìn nó không có vàng, nhưng mình đưa vô đây thì có ánh sáng nè, thì nó vàng hết trơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt ra rồi mình lắc nha. Phía trong khi mà Quỳnh cắt ngang ra, cái hộp của nó thì nó màu xanh, hôm bữa mình quay cho mọi người xem rồi đó. Dưa cho nên khi mà Quỳnh cắt ra xong á thì nó sẽ ra nước mọi người, giống như kiwi vậy, mình cắt ra chút xíu nó cũng sẽ ra nước nha. Đó, mình cắt làm sao cũng được trơn. Mình sẽ bắt đầu là mình cho muối vào nha. Đây, mình có thể cho là muối tây ninh, muối tôm hoặc là bất cứ muối gì mình thích nha. Muối này hôm nay Quỳnh cho thì nó cay, nhưng mà cái độ mặn của nó thì không có được bao nhiêu nha. Đó, rồi mình trộn đều lên nè nha, bởi vì nó chua đó mọi người, nó có vị chua với giòn á, cho nên mình cho hơi nhiều một chút để nó át cái vị chua mình ăn nó mới phê nha. Rồi rồi đây nhé mọi người ơi, mình sẽ bóc miếng này nha. Đây mà mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Cái vị của nó là nó chua, mình bỏ vô miệng mình nhai á thì nó giòn, bởi vì nó là dưa mọi người, và nó có cái mùi thơm của chuối, cái vị thì như là trái kiwi vậy á. Tính ra là cái loại dưa này nó được liệt vào là chất trái cây chứ không phải là loại mà rau ăn mọi người, bởi vì nó chua vậy sao mình ăn rau được, thấy không? Nhưng mà cũng có một số loại ăn rau được, giống như khế bên Việt Nam mình nó cũng chua mà cũng liệt như là rau hết ta, không một là trái cây hết ta. Mình ăn cái miếng bự nha. Tính ra lát muối ớt ăn cũng được mà. Đã hả? Bởi vì nó chua á, cho nên khi mà mình lát mình để chút xíu mà, đúng không? Nó chảy nước, nó chảy nước rồi, nhưng mà chảy nước nè. Rất là ăn cho biết cái vị mà. Ngày hôm bữa ăn á mà mình không có chấm gì á, để cho mình cảm nhận được cái vị, nhưng mà hôm nay mình lắc là mình ăn cảm nhận được là cái vị nó kích thích hơn là mình ăn không nha. Thì nó cũng giống như những loại trái cây khác, mình ăn thì mình phải có chấm muối hoặc là chấm mắm ruốc nữa mọi người, nó cỡ cỡ vậy á. Cái muỗng xưa tao không biết rồi. Ăn cho biết cái vị nha mọi người. À, bên đây cái rổ bên đây. Cái rổ bên đây thì mình tiếp tục là mình sẽ ăn tới là trái trái gì anh ta? Trái sung nhé mọi người. Đây. Đó, mọi người thấy trái sung không? Bỏ lẹ luôn ha. Một bên là mới vừa ăn chua với lại giòn mặn nha, một bên bên đây ngọt nha. Đúng là tráng miệng rất đã. Mình hái rồi mình xử liền tại chỗ, công nhận nó ngon dễ sợ mọi người. Đã ghê mọi người. Trời ơi, mấy con quạ nó đậu trên nóc nhà nhà Quỳnh đó mọi người, nó phá dễ sợ. Nó không có sợ người mọi người ơi. Quả Nhật. Rau hôm nay thì có nhiều loại hái được nha mọi người, nhưng mà hôm nay cái video làm nó hơi bị dài á, cho nên hôm nay Quỳnh sẽ rút gọn cái video cho nó ngắn ngắn lại nha. Trời ơi, trái này trầm năng muốn bị xong không mọi người. Đã mà ngon nha mọi người. Cái trái sung này bên Việt Nam chị không biết có chưa ta, ăn rất là tốt cho sức khỏe đó. Ở bên Mỹ thì gọi là sung Mỹ, ở Nhật thì gọi sung Nhật. Cái trái nhìn nó hơi hơi giống giống nhau, nhưng mà cái vị thì ăn chắc cũng không có khác gì nhau đâu mọi người.
ở nhà Quỳnh trồng thì nó nhỏ vậy chứ ở trong siêu thị thực sự nó bán bự nha. Nó ngon. Bữa giờ không biết Quỳnh đớp bao nhiêu trái nữa mọi người. Quỳnh cho ông bà xa nấu ăn nữa à. Mình Quỳnh tém á, ông mập nhà Quỳnh thì ông lại không ăn trái cây bởi vậy. Ngon quá. Mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký lại sự ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.